Các bạn và thật vui khi chúng ta được gặp nhau trong một video so sánh của Auto Eli. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi so sánh hai đối thủ VinFast Lux A2.0, mẫu sedan đang rất đình đám của nhà VinFast, và Mercedes-Benz C200 2019. Trước tiên sẽ là những mức giá của hai mẫu xe này. 1.499.000.000 dành cho Mercedes-Benz C200 và mức giá bán ưu đãi 30 tại thời điểm hiện tại 990.000.000 dành cho VinFast Lux A2.0. Và khi hết chính sách ưu đãi giá 30, mẫu xe VinFast Lux A2.0 rất có thể sẽ quay về mức 1.366.000.000. Nhưng hiện tại thì VinFast chưa công bố thời điểm sẽ áp dụng kết thúc chính sách ưu đãi giá 30. Trong khuôn khổ video này, mời các bạn cùng Auto Eli đánh giá xem với những đường nét thiết kế mới lạ đi cùng các trang bị hiện đại thì liệu chiếc sedan Lux A2.0 của nhà VinFast có so găng được với chiếc Mercedes-Benz C200 đến từ Đức. Trước khi đi vào chi tiết, mời các bạn hãy ngắm nghía hình ảnh của hai đối thủ trong cuộc đối đầu này. VinFast Lux A2.0 được phát triển dựa trên BMW 5 Series thế hệ trước đã có phần lấn át đối thủ đến từ Đức. Đặc biệt, với chiều dài cơ sở của Lux A2.0 dài hơn 128mm so với Mercedes-Benz C200, hứa hẹn cho các bạn một khoang cabin dễ chịu hơn. Còn bây giờ mời các bạn sẽ cùng đi một vòng xung quanh hai mẫu xe để chúng ta cùng nhau đánh giá, nhìn nhận về thiết kế ngoại thất. VinFast Lux A2.0 ở phần đầu xe sở hữu cụm đèn pha với việc được phân tách ra khác nhau. Đèn định vị dạng LED nằm bên trên, đèn phía dưới là hệ thống đèn pha tự động bật tắt kèm tính năng chờ dẫn đường. Chính giữa cụm lưới tản nhiệt là logo hình chữ V, và cụm lưới tản nhiệt của VinFast Lux A2.0 cũng mang đậm dấu ấn của quê hương đất nước khi được thiết kế theo dạng hình ruộng bậc thang. Tiến ra phần đuôi xe thì sao ạ? Cụm đèn hậu dạng LED cũng được thiết kế nối liền nhau và logo VinFast đặt chính giữa, trong khi đó tên xe thì đang được đặt thấp bên phải. Còn quay lại với phần ngang xe thì mâm xe 18 inch được trang bị ở trên phiên bản tiêu chuẩn, còn 19 inch thì sẽ được trang bị trên phiên bản cao cấp. Gương chiếu hậu chỉnh và gập điện tự điều chỉnh cụp khi lùi, tích hợp đèn xi nhan báo rẽ dạng LED. Sấy mặt gương, phiên bản cao cấp của Lux A2.0 còn sở hữu kính cách nhiệt tối màu ở phía sau. Tiến sang với Mercedes-Benz C200 2019. Vâng, những thiết kế của Mercedes-Benz thì ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng hơn, phải không các bạn? Sở hữu một cái vẻ ngoài khá là đẹp mắt, lịch lãm với cái ngôn ngữ thiết kế mang tên là Sensual Purity. Chúng ta tạm dịch là sự thuần khiết gợi cảm. Thì những cái đường nét thiết kế của Mercedes-Benz ngày nay nó khá là mềm mại, nó không còn những cái đường nét thiết kế thẳng và vuốt như ngày trước nữa. Phần trước của xe thì nổi bật với hai thanh ngang mạ chrome sáng bóng quen thuộc đặt ngay trước cụm lưới tản nhiệt. Chính giữa là logo ngôi sao ba cánh to bản, hầm hố và khỏe mạnh. Đèn pha hai bên thì được trang bị hoàn toàn công nghệ LED, được thiết kế khá là sắc sảo với những cái đường LED ở bên trong. Thân xe thì được thiết kế theo hướng dốc xuống trông khá là thể thao và có phần năng động. Nhìn ngang xe thì các bạn có thể thấy rằng là Mercedes-Benz C200 2019 mang lại cho chúng ta một cái cảm giác mềm mại với những đường cong nó uyển chuyển hơn là cái sự cứng cáp như mẫu VinFast Lux A2.0. Và đương nhiên là tay nắm cửa, gương chiếu hậu cũng được trang bị những cái công nghệ như là chỉnh và gập điện đối với gương chiếu hậu này. Ở phía dưới của chiếc Mercedes-Benz C200 thì các bạn có thể thấy ngay là bộ mâm 5 chấu kép kích thước 17 inch với hai tông màu được cách điệu khá là đẹp mắt. Nhưng mà khi mà chúng ta so sánh trực tiếp với chiếc Lux A2.0 thì có lẽ Lux A2.0 đang có một cái ưu thế hơn một chút xíu với bộ la răng 18 và 19 inch trên hai phiên bản. Nếu mà chúng ta quan sát từ phía sau thì chiếc Mercedes-Benz C200 với những cái đường nét thiết kế khá là năng động và có phần lịch lãm cùng với cái sự cân đối và cao cấp
thì cặp đèn hậu phía sau của C200 lại đang giành được ưu thế. Ống xả kép được tích hợp liền mạch với cản sau. Phía trên thì là thanh ngang mạ chrome sáng bóng, làm tôn thêm những cái điểm nhấn cho phần đuôi xe của Mercedes-Benz C200. Trước khi bước vào không gian nội thất thì các bạn cũng đừng quên cùng Autoily đánh giá phần ngoại thất của hai chiếc xe ở góc phải màn hình. Tiến vào không gian nội thất thì sao ạ? Ở bên trong của chiếc VinFast Lux A2.0 sở hữu màn hình cảm ứng 10 inch trên cả hai phiên bản, kết nối điện thoại thông minh, điều khiển bằng giọng nói thì là những cái tính năng đi cùng với hệ thống thông tin giải trí rồi. Đương nhiên là cả tích hợp bản đồ rồi khả năng dẫn đường. Hệ thống âm thanh 8 loa trên phiên bản tiêu chuẩn, còn 13 loa có âm ly trên phiên bản cao cấp. Hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập, tự động lọc và cung cấp không khí ion. Vô lăng bọc da chỉnh cơ 4 hướng, tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay, kiểm soát hành trình. Phía sau là màn hình 7 inch hiển thị những cái thông tin cần thiết của xe. Hệ thống chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm. Những cái đường nét thiết kế ở phần bảng táp lô nó chưa thực sự được tinh tế và hấp dẫn. Còn với hệ thống ghế ngồi thì thật sự là VinFast Lux A2.0 đang có những cái tùy chọn về màu da cũng rất là hợp lý này. Rồi phần ghế ngồi khá êm, kèm theo những cái tính năng như là điều chỉnh ghế bằng điện, rồi nhớ vị trí ghế nữa. Và nếu như Lux A2.0 các bạn có 3 màu để tùy chọn cho khoang nội thất, màu nâu, màu be và màu đen, thì đối với cả phần nội thất của C200 cũng sẽ có 3 màu để các bạn lựa chọn, là màu vàng, màu xám hoặc màu đen. Với hệ thống ghế ngồi trên xe được bọc da Artisco cao cấp với các đường may khâu nhìn khá là chỉn chu và cẩn thận, thì bên cạnh đó ghế lái và ghế trước cũng được tích hợp tính năng điều chỉnh điện là đương nhiên đối với cả Mercedes rồi. Vô lăng trên xe là loại 3 chấu bọc da tích hợp các nút điều khiển cảm ứng. Đây là một cái thiết kế vô lăng mới được lấy cảm ứng rất nhiều từ những cái mẫu xe của Mercedes-Benz như là Mercedes-Benz S-Class này, rồi là Mercedes-Benz E-Class. Phải nói là cái thiết kế vô lăng mới này của Mercedes-Benz khá là đẹp các bạn. Khoang cabin của Mercedes-Benz thì các bạn hãy cứ yên tâm. Cái hệ thống đèn viền nội thất tới 64 màu và có những cái phần ốp bằng các chất liệu như gỗ này và carbon. Để nói về cái sự sang trọng về tổng thể cái không gian nội thất thì có lẽ rằng cá nhân tôi sẽ dành một phiếu cho Mercedes-Benz. Mời các bạn sẽ cùng quay lại với không gian hàng ghế thứ hai. Ở cái điểm không gian hàng ghế thứ hai này thì VinFast Lux A2.0 lại đang chiếm ưu thế một chút khi có không gian hàng ghế phía sau khá là rộng với cái chiều dài cơ sở lớn hơn chiếc Mercedes-Benz C200. Vậy còn các bạn thích cái phong cách thiết kế và những trang bị của chiếc xe nào thì Autoily cũng có một bảng bình chọn ở góc phải dành cho các bạn đấy. Các bạn nhớ ấn vào để bình chọn nhé. Quay sang khả năng vận hành của hai mẫu xe. Trước tiên thì có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về khối động cơ của chiếc C200 2019 trước nhé. Ở mẫu xe này thì có cái trái tim là động cơ i4 mang tới công suất tối đa là 181 mã lực tại 5.500 vòng trên phút, và môi bánh xoắn cực đại là 300 Nm tại tua máy từ 1.200 tới 4.000 vòng trên phút, kết hợp với hộp số 9 cấp 9G Sonic hiện đại. Ngoài ra, Mercedes-Benz còn trang bị cho chiếc sedan của mình hệ thống lái joystick, trợ lực điện với trợ lực và tỉ số chuyển lái biến thiên theo tốc độ, giúp cho xe khả năng đạt tốc độ 100 km/h trong vòng 7,2 giây. Bên cạnh đó là 5 tùy chọn chế độ lái Comfort, Sport, Sport Plus, Individual và Eco. Chắc chắn là động cơ, hộp số cùng 5 tùy chọn chế độ lái sẽ đảm bảo đủ làm thỏa mãn các khách hàng với những nhu cầu khác nhau. Quay sang với trái tim của chiếc VinFast Lux A2.0, mẫu xe này được trang bị động cơ 2.0L, sản sinh công suất tối đa là 174 mã lực, môi bánh xoắn cực đại là 300 Nm cho bản tiêu chuẩn và 228 mã lực và 350 Nm. Mẫu xe được trang bị hệ dẫn động cầu sau đi cùng với hộp số ZF tự động 8 cấp. Còn bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng tiến sang phần trang bị an toàn của hai mẫu xe. Đối với cả Mercedes-Benz C200, chúng ta sẽ có hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active Parking Assist tích hợp với Parktronic, chức năng cảnh báo mất tập trung, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, chống trượt khi tăng tốc ASR, ổn định thân xe điện tử ESV, hệ thống phanh Adaptive với chức năng hỗ trợ dừng xe hầu và hỗ trợ khởi hành ngang dốc Hill Start Assist, phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh, đèn phanh Adaptive nhấp nháy khi phanh gấp, túi khí phía trước, túi khí bên hông phía trước, túi khí cửa sổ, túi khuế đầu, túi khí đầu gối cho người lái, dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các vị trí, hệ thống khóa cửa trung tâm với chức năng khóa cửa tự động khi xe chạy và mở khóa trong trường hợp khẩn cấp, lốp xe được trang bị lốp run flat,
còn quay sang với hệ thống trang bị an toàn của VinFast Lux A2.0, gồm phanh đĩa phía trước tản nhiệt, phanh đĩa sau loại đặc, hệ thống chống cứng phanh ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC, TCS, HSA, ROM, hỗ trợ xuống dốc trên phiên bản cao nhất, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau, camera lùi trên phiên bản tiêu chuẩn và camera 360 độ trên phiên bản cao cấp, đi cùng với trang bị 6 túi khí. Có lẽ quý vị và các bạn đã chọn ra cho mình một mẫu xe phù hợp với bản thân và gia đình. Các bạn chọn mẫu xe nào thì cũng hãy nhớ comment ngay phía dưới và cũng đừng quên là bình chọn cho những cái thiết kế và những cái trang bị ở bên góc phải màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.